chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Giảm nghèo đa chiều với chủ đề Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024. Chương trình đang được phát sóng trên kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh. Kính chào quý khán giả đang xem đài TTV11. Xin chào MC Người Bình. Dạ vâng ạ, để hiểu rõ hơn về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Xóa đói giảm nghèo luôn là một trong những mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển của đất nước. Trong nhiều năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã được triển khai trên khắp cả nước với nhiều giải pháp đồng bộ, từ hỗ trợ sinh kế đến nâng cao điều kiện sống cho người dân. Mô hình chăn nuôi bò vỗ béo của anh Từ Xuân Vũ được hình thành năm 2017. Thì mô hình này là một trong những cái mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn. Thì được Hội Nông dân xã Mô Công cũng như chi hội nông dân ấp Thanh Xuân thì cũng hỗ trợ về kỹ thuật, cũng hướng dẫn. Thì anh bắt đầu chăn nuôi thì mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thì bước đầu thì mô hình thì hoạt động thì anh Vũ cũng có triển khai sâu rộng đến với hội viên trong địa bàn ấp. Cũng thành lập được một chi hội nghề nghiệp trên địa bàn ấp Thanh Xuân thì gồm có 5 thành viên. Thì hiện tại trên địa bàn xã Mô Công thì cũng có 5-6 hộ nuôi bò vỗ béo mô hình tương tự như anh Vũ. Hãy cùng nhìn lại kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh ngay sau đây. Qua đó, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về những nỗ lực mà Đảng và chính quyền đã và đang thực hiện, đồng thời gợi mở ra những giải pháp mới cho tương lai. Trong buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua đó, chúng ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về những nỗ lực đã và đang thực hiện, đồng thời gợi mở ra những giải pháp mới cho tương lai. Và câu hỏi đầu tiên xin được bà hãy cho biết là phạm vi và đối tượng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Về phạm vi thì chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các xã biên giới, xã, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Về đối tượng thì hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ thời điểm hộ được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các tổ chức cá nhân có liên quan. Dạ vâng ạ. Thưa bà, là có một câu hỏi của vị khán giả đến từ xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, có tên là TVC, với nội dung sau đây ạ. Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã được triển khai nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển sinh kế nhằm thoát nghèo. Xin cho tôi hỏi các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 là gì ạ? Xin mời bà hãy giải đáp thắc mắc của vị khán giả trên. Đối với tỉnh Tây Ninh thì chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện 5 dự án thành phần thuộc chương trình, bao gồm là dự án 2 thì có là dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Dự án 3 là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. Dự án 4 là dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Dự án 6 là dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Dự án 7 là nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật không có sinh kế ổn định trên địa bàn các xã thì có thể tham gia các cái dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm phát triển sinh kế thì thông qua các cái dự án cộng đồng, được hỗ trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây trồng, vật nuôi nhằm phát triển sinh kế ổn định cuộc sống. Ngoài ra thì người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người khuyết tật có thể tham gia các cái lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tự tạo sinh kế, thu nhập cho bản thân và được giới thiệu việc làm sau khi học xong các cái lớp đào tạo. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn câu trả lời của bà. Và chương trình cũng nhận được thư của một vị khán giả tên là HDA đến từ xã An Cơ, huyện Châu Thành với nội dung như sau ạ. Vai trò của cộng đồng và người dân địa phương trong quá trình thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững là gì? Và những kinh nghiệm nào có thể chia sẻ từ thực tiễn thưa bà? Và mời bà giải đáp thắc mắc của vị khán thính giả trên.
thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thì ngay từ đầu năm thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành cái kế hoạch thực hiện chương trình, các địa phương thì cũng đã đồng loạt triển khai thực hiện. Ngoài công tác chỉ đạo điều hành thì các địa phương cũng đã huy động mọi cái nguồn lực và thực hiện tốt cái công tác dân vận trong cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị quyết định sự thành công của chương trình. Nhờ đó, các cái tổ nhóm cộng đồng đã xây dựng các cái dự án, mô hình sinh kế nhằm hỗ trợ cho người nghèo. Mỗi khi đã có sinh kế, người dân sẽ phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Chính vì vậy, trong hỗ trợ phát triển sản xuất thì cần đòi hỏi cán bộ phải có tâm, có tầm, phải đổi mới tư duy, cách làm phải sáng tạo, bám sát nhu cầu của từng đối tượng, lựa chọn cây con giống phù hợp, thích ứng với khí hậu địa phương, và đặc biệt là phải có sự tham gia của người dân. Cộng đồng dân cư thì tham gia các dự án thì được thụ hưởng lợi ích từ các cái dự án, được chia sẻ các cái kinh nghiệm, được tập huấn nâng cao năng lực khi có nhu cầu, được lựa chọn cây con giống vật nuôi theo nhu cầu của đối tượng, đồng thời thì cũng được tham gia kiểm tra giám sát trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo cái tính khách quan trong thực hiện dự án. Dạ vâng ạ, như vậy thì trong quá trình thực hiện chương trình thì đâu là những thách thức lớn nhất mà các địa phương gặp phải ạ? Bên cạnh những cái thuận lợi thì việc triển khai thực hiện dự án cũng còn gặp một số khó khăn như hộ nghèo, hộ cận nghèo thì thường thiếu lao động, không đủ điều kiện về chuồng trại. Một số ít hộ nghèo, hộ cận nghèo thì chưa có cái kinh nghiệm trong chăn nuôi, cũng chưa có quan tâm chăm sóc vật nuôi thì dẫn đến cái hiệu quả cái dự án chưa có cao. Một số vật nuôi được hỗ trợ thì bị bệnh, bị rắn cắn chết. Một số hộ thì chưa liên kết với tổ nhóm cộng đồng, không chủ động liên hệ với cán bộ thú y xã, còn thụ động trong chờ sự trợ giúp. Năm 2024 thì các địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai vận động người dân tham gia học nghề, nhưng đối tượng đăng ký học nghề thì còn ít. Một số địa phương thì đã tổ chức khai giảng, số còn lại thì đang vận động đối tượng đăng ký học nghề nhưng chưa có đủ số lượng để mở lớp đào tạo. Dạ vâng ạ. Như vậy thì những giải pháp nào nhằm thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong thời gian tới thưa bà? Để thực hiện tốt trong thời gian tới thì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác giảm nghèo. Chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết của cấp ủy về giảm nghèo, phân công cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đảng viên giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta đối với người nghèo, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác giảm nghèo, tăng cường kiểm tra giám sát, thanh tra xử lý các cái vi phạm, tiếp tục tăng cường công tác giám sát, đánh giá, thanh tra kiểm tra thực hiện chương trình tại tỉnh và các địa phương, có cái biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện chương trình. Đồng thời thì cũng đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua Tây Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước, xã hội, của người dân và cộng đồng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi tiếp theo thì bà có thể cho chúng tôi biết về những kết quả bước đầu đã đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2024 thì toàn tỉnh đã xây dựng và triển khai thực hiện được 110 dự án mô hình với 962 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định tham gia dự án. Các đối tượng thụ hưởng được tham gia từ cái khâu xây dựng dự án đến tự chọn mua con giống vật tư, trang thiết bị theo nhu cầu, nên rất là hài lòng với con giống vật tư trang thiết bị nhận được cũng như nội dung hỗ trợ của chương trình. Về công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp thì các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức đào tạo được 22 lớp với 620 người. Các ngành nghề chủ yếu như là kỹ thuật nấu ăn, trang điểm thẩm mỹ, thợ hồ, cắt uốn tóc và làm móng, kỹ thuật pha chế đồ uống, kỹ thuật may công nghiệp, điện dân dụng và công nghiệp. 9 lớp
chín nhóm nghề nông nghiệp như là nghề kỹ thuật trồng nấm và phòng bệnh, kỹ thuật chăn nuôi phòng bệnh gia súc gia cầm, kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật cây cảnh, kỹ thuật nhân giống vô tính sản xuất giống cây ăn trái cây cảnh, kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật, kỹ thuật khai thác mũ cao su, kỹ thuật nuôi trồng hải sản, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và phòng trị bệnh, kỹ thuật sơ chế bảo quản và chế biến nông sản các loại, lương thực, trái cây và thực phẩm. Về đối tượng tham gia học nghề thì phong phú và đa dạng. Đối tượng thuộc nhóm ưu tiên đào tạo thì gồm có là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ bị thu hồi đất và người thuộc các đối tượng khác. Xin cảm ơn những chia sẻ của bà. Và quý vị và các bạn thân mến, thì trong buổi trao đổi ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau nhìn nhận tổng thể và sâu sắc về những kết quả đáng ghi nhận của chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Và qua những chia sẻ đến từ bà Trần Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh, chúng ta đã thấy được những thành tựu nổi bật, những bài học kinh nghiệm quý báu cũng như là những thách thức cần vượt qua để tiếp tục tiến xa hơn trên con đường xóa đói giảm nghèo. Và đến đây, chương trình Giảm nghèo đa chiều xin được phép khép lại. Kính chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.